Lời nhớ đầu tiên Thánh Hải xin được thay lời cho cơ sở mái táng Triệu Thành Pháp, gửi đến gia đình lời thành kính phân ưu, gửi đến tất cả quý vị khách quý có mặt trong tang lễ hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa tất cả quý vị, có câu sanh khí tự huy, sanh hỷ tự già, trần gian chỉ là cõi tạm cho khách qua đường dừng trọ nghỉ chân. Chính vì của lực thiết ấy, một người chồng, một người cha trong gia đình đã khởi hạ quy tiên về làm con cho Đức Phật. Nhận được sự tín nhiệm từ phía gia đình, có dời cơ sở mai táng Triệu Thành Pháp về đây lo an táng cho ông trong những ngày vừa qua. Đêm nay điểm cuối sẽ được phụng cúng một chương trình văn nghệ, đầu tiên những bài KBI hát lên nữ tiện vong linh, ông ra đi cũng là ngàn thu vĩnh biệt. Nối tiếp là lớp chiếc đoàn cải lương Phật giáo ánh đạo vàng cùng tam thế Phật nương theo ánh đạo từ quang, cầu chúc vong linh người quá cố sớm được vãng sanh tịnh độ. Vì trân trọng kính mời ông bà cô bác anh chị và các bạn vì đường xa đến muộn giữa thắp nén hương, cứ tự nhiên bước vào bên trong thắp nén hương như thường lệ. Xin phép cho anh em văn nghệ của chúng con chúng cháu miệng tiếng trống lớn bên ngoài phần nhạc lễ, vì anh em nhạc lễ đã cùng chúng con chúng cháu thực hiện chương trình này. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Vâng, và bây giờ chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình, Tiến Hải xin thay tiếng lòng của một người con trong gia đình để hát lên tiện cha ra đi cùng là ngàn thu vĩnh biệt. Bài hát được mang tên Nhớ Cha Hiền. Xin vị cùng lắng nghe. Cha ơi, chỉ còn đêm nay nữa thôi, ngày mai đây gia đình sẽ tiễn cha ra đi. Muốn gặp cha chỉ còn nhìn qua di ảnh. Cha ơi, hỡi dòng linh nói gì đây, trước khi ảnh của cha nhang đã tàn mà hương vẫn bay bay. Cha qua đời cũng qua rồi, nhớ thương hình bóng cha chập chờn trong giấc ngủ. Cũng vì con mà đêm ngày sớm nhớ, chỉ mà cả đời mình cha không hề. Còn đời chưa cha đẻ lối này, biết tìm cha ở đâu ra. Cha ơi, con biết làm sao giữa cha mình sống được.
lại thì luôn cứ sắc tình cho đã bày cha đã dừng chân trót muôn dòng đường dài hết nhớ hết thương thôi hết chờ hết đời vì cha con mình chia cách để từ đây con nghe đất trời sụp đổ cuồng quay khi hay tin cha đã lìa coi cha đi đường nào con còn trong con đời cha thẻ lối này con hết thời giờ trong cha ơi gia đình mình âm cung lắm sao cha vội vã bỏ con bỏ mẹ mình ra đi vậy cha ơi cha ơi đã bao đêm rồi con lặng lẽ tấm nén lên chồng để cầu nguyện cho cha cầu cho linh hồn cha siêu con nhẹ nhàng nói an nghỉ nhà tu vĩnh biệt lúc sanh tiền còn nhiều khó khăn vất vả những gì tốt đẹp cha đã dành hết cho con giờ là đây con đã lớn con chưa đợt đám công ơn thì cha đã qua đời hôm nay cha ra xa rồi lòng con thương nhớ tuôn dòng lệ rơi không còn cha sống trên đời con như mất cha bầu trời yêu thương. Cảm ơn phần lắng nghe của gia đình cũng như tất cả quý vị khách quý rất nhiều. Nói chương trình là tiếng hát của nghệ sĩ Phương Dung.